Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái món gà kho rất là ngon nhưng mà ít người biết. Đó chính là gà kho với lại khoai tây. Thì nguyên liệu để làm cái món gà kho khoai tây ở đây là mình sẽ sử dụng khoảng nửa ký hoặc là các bạn dùng một ký cũng được ha. Cái phần gà này, mà ngon thì các bạn lựa phần cánh. Phần cánh thì nó sẽ có cái phần nhiều thịt và phần ít thịt luôn, nên là hầu như là ai cũng ăn được hết. Có nhiều người họ thích ăn gặm gặm á thì cũng được. Về cái phần gà này và sơ chế cho nó sạch đó, thì về các bạn rửa ha, rửa lại nước lạnh cho nó sạch, xong rồi mình sẽ ngâm muối, nó khoảng 5-7 phút gì đó, rồi mình rửa lại với nước lạnh nữa. Riêng với cái phần gà hôm nay là mình sẽ không có chặt ra mà mình chỉ là cắt khớp thôi. Cắt khớp ra thì như vậy thì nó sẽ không có cái phần xương dâm. Cái xương dâm nó nhiều người răng không có tốt của các bạn, cắn nhiều khi nó đau, răng ha. Rồi nguyên liệu tiếp theo là khoai tây. Khoai tây ở đây mình dùng 5 củ, 6 củ gì đó. Những cái gia vị đi kèm cho cái món gà kho khoai tây này ở đây là mình sẽ sử dụng là hạt nêm, tiêu và muối, khoảng một thìa cà phê hạt nêm, 1/3 thìa cà phê tiêu, 1/3 thìa cà phê muối. Tương ớt thì mình dùng khoảng 1 muỗng canh. Rồi 3 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh đường thốt nốt và một chút xíu phần hành tím và tỏi ha, mình băm nhuyễn lấy chút nữa mình phi cho nó thơm lên. Thì bây giờ đầu tiên là mình sẽ đi ướp cái phần gà này. Gà này thì mình sẽ ướp vào đây là 2 củ hành tím nè, 1 củ tỏi, 1 trái ớt và vài cái đầu hành lá ha. Các bạn băm nhuyễn ra để chút mình ướp vào trong gà cho nó thơm. Rồi bây giờ mình sẽ đi ướp cái phần gà này ha các bạn. Đầu tiên là mình băm, mình giã nhuyễn ra, giã nhuyễn cái phần hành tím, tỏi và ớt rồi vài cái đầu hành lá ra. Thì bây giờ mình sẽ cho vào đây là 3 muỗng canh nước mắm ha. Rồi tiếp theo là mình sẽ cho vào đây là 1 thìa cà phê hạt nêm nè, 1/3 thìa cà phê tiêu và 1/3 thìa cà phê muối. Rồi mình sẽ cho vào đây là 2 muỗng canh đường thốt nốt. Nếu như các bạn không có đường thốt nốt á, thì các bạn có thể thay bằng đường cát hoặc là đường vàng cũng được. Nhưng mà cái đường thốt nốt này cái vị ngọt của nó sẽ rất là ít. Mình dùng 2 muỗng canh, còn cái đường nếu mà đường cát á, các bạn dùng khoảng nửa muỗng hoặc là 1 muỗng thôi là được rồi. Ok, bây giờ mình sẽ cho cái phần tương ớt vào đây nữa chứ. Các bạn cho khoảng 1 muỗng canh ha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho cái phần gà vào. Các bạn trộn đều lên ha. Rồi bây giờ để gọt cái khoai tây á, cho nó ngon, nó không bị đen á các bạn, thì các bạn chuẩn bị một cái thau nước lạnh ha. Mình cho vào đây là khoảng 2 thìa cà phê muối. Mình khuấy cho cái muối này nó tan đi là mình gọt khoai tây mình cho vào đây. Thì khoai tây mình nó sẽ trắng, nó không có bị đen. Khoai tây thì mình không cần là phải ướp. Chút nữa mình kho cái thịt gà nó hơi mềm mềm rồi bắt đầu mình cho khoai tây vào là vừa ha các bạn. Cái món này ăn cái khoai tây nó mềm mềm, nó bùi bùi, nó thấm với lại cái vị thịt gà ăn nó ngon lắm. Ok ha, bây giờ mình sẽ gọt khoai tây mình cho vào trong cái thau nước muối này. Cái khoai tây mà để chúng ta kho gà các bạn thì mình sẽ cắt nó hơi to một xíu ha, đừng có cắt nhỏ quá. Ví dụ như với một cái củ khoai tây như thế này thì mình sẽ cắt làm tư thôi là được rồi. Đó, thì một cái cục khoai tây kho mình nó giống như là mình kho cái phần mà các bạn hay ăn cái gì nè, ba rọi kho với lại củ cải trắng á, thì mình cũng cắt nó to to như thế này ha. Đó, các bạn đừng cắt nhỏ quá, tại vì cắt nhỏ quá thì quá trình mình kho nó thể nó bị bể đi. Còn với những cái trái, cái củ nào mà nó nhỏ đó, cái củ nào mà nó to đó thì mình có thể cắt làm 5, làm 6. Còn với những cái củ nào nó nhỏ thì mình cắt nó làm tư thôi. Ngay như cái củ này to nè, mình có thể cắt nó ra làm nhiều củ nhỏ hơn. Cắt xong rồi thì các bạn cũng cho vào trong cái thau nước muối luôn. Rồi khi nào mình kho cái gà gần mềm rồi đó mình mới cho nó vào. Đầu tiên thì các bạn phi tỏi và cái phần hành tím ha, cho nó thơm lên. Nó thơm lên rồi này mình mới cho cái gà vào mình chiên sơ nó. Khi mà cho gà vào chiên các bạn lưu ý là mình sẽ không có đổ cái phần nước ướp gà vào ha. Đây nè. Đó, cái phần nước ướp gà nó sẽ còn khoảng nửa chén á, mình không có cho cái phần nước ướp gà vào. Mình chiên cho khi nào cái miếng thịt gà này nó săn lại là mình mới đổ cái nước đó vào. Đó, chiên cái miếng gà nó nhìn, các bạn nhìn thấy nó vàng lên, nó nhìn rất là đẹp. Thì nếu như các bạn không có đường thốt nốt á, mà các bạn dùng đường cát á, thì cái màu nó cũng vàng nhưng mà nó sẽ không được cái màu vàng như thế này ha. Bây giờ mình thấy người ta bán đường thốt nốt cũng nhiều, ở chợ cũng có, mà ở siêu thị cũng có, các bạn có thể dễ dàng tìm mua được. Mình mua về để mình nấu ăn, nấu chè gì cũng ngon.
Rồi cái miếng gà mình nó đã săn, nó đã vàng lên rồi, thì bây giờ mình sẽ cho cái phần nước sốt này vào luôn, nước ướp á, cho vào. Rồi ha, sau khi các bạn cho cái phần nước ướp gà vào rồi thì bây giờ mình sẽ cho cái phần khoai tây vào luôn. Cho khoai tây vào vì lúc này thì nó sẽ thấm ha các bạn, nó thấm cái nước gà, lát nữa mình ăn rất là ngon. Ok ha, các bạn chờ cho cái phần nước này nó cạn cạn một xíu đi là mình có thể là mình châm thêm nước, mình kho đến khi nào mà cái gà nó chín nó mềm ha, cũng như là khoai tây nó thấm là ok rồi. Kho thì mình để lửa nhỏ thôi ha. Rồi ha, cái khoai tây của mình bây giờ nó cũng đã mềm, nó bùi rồi, còn cái gà thì nó chín thơm và màu đẹp rồi. Thì bây giờ các bạn có thể là tắt lửa ha, mình có thể mình chừa một xíu nước các bạn, xíu nước gì nè, để mình chấm rau hoặc là chấm dưa leo gì cũng ngon đó ha. Rồi sau cùng thì mình chỉ rắc lên đây thêm một chút xíu hành lá, hành lá các bạn cắt khúc á, nó rắc lên cho nó thơm. Rồi mình rắc lên đây thêm một chút xíu tiêu nữa. Rồi ok rồi đó các bạn, gà kho khoai tây. Thì không biết là món này là có bạn nào từng nấu hay là từng ăn chưa, nhưng mà với riêng mình á, đây là một món gà kho rất là ngon. Ngoài gà kho gừng, gà kho sả ớt ra thì mình muốn giới thiệu thêm cho các bạn một cái món gà kho ngon, đó chính là gà kho khoai tây ha. Hy vọng các bạn sẽ thích món ăn này. Nếu như các bạn thích thì đừng quên bấm like và bấm đăng ký channel để ủng hộ mình ra những cái món ăn mới hơn ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những món ăn tiếp theo.